Cái thứ ba nữa trong nền tảng của thành công là nghị lực. Nghị lực là ý chí, nghị lực là là gì ạ? Bản lĩnh là sự dũng cảm và lòng quyết tâm vượt qua thử thách dù gian khó, khó khăn đến đâu để đạt đến những mục tiêu đề ra người ta gọi nghị lực. Và muốn có một cái nghị lực tốt thì tư tưởng phải thông suốt Chính vì vậy Võ Nguyên Giáp từng nói, khi tư tưởng cách mạng đã triệt để thì tạo nên nghị lực phi thường, nghị lực đến từ tư tưởng. Tí nữa ta sẽ học sơ đồ thành công. Nó phải có mục tiêu có khát vọng cụ thể, khi khát vọng đủ lớn thì không thứ mẹ gì mình không vượt qua được, vì thứ mình muốn lấy nó lớn hơn rào cản mình gặp phải. Nào, đây, nghị lực nó thể hiện bởi sự nỗ lực, sự chăm chỉ, sự tự tin, tính hợp tác, tính kiên trì. Sự nhẫn nại và tinh thần dám nghĩ dám làm Nghị lực là còn cả ở tính hợp tác ấy Nhưng mà cái tính liên kết của người Việt kém lắm Nhá, yeah. nào Và xin trích lại một cái bài thơ ở trong của công giáo Tôi cầu xin Chúa sức mạnh Chúa ban cho tôi khó khăn để tôi trở nên mạnh mẽ Nhờ đầu bạn mạnh mẽ như khó khăn đấy thằng nào ê, e, ê, e, e, thích tự tìm trong thầy em thích phải mạnh mẽ như thầy mạnh mẽ như tao thì phải cay mặt như tao đi con không em mẹ muốn kiểu ngồi chơi xong thầy chuyên cho sự mạnh mẽ chuyên thế nào được tôi cầu xin sự khôn ngoan chúa gì ạ ban cho tôi những vấn đề để tôi phải giải quyết mày phải vào việc nó mới khôn được tôi cầu xin chúa sự giàu sang chúa cho tôi cơ thể và khối óc để lao động giàu sang là cầu xin là chúa đưa tiền đầy à tôi cầu xin sự can đảm chúa đã cho tôi vào những nguy hiểm để vượt qua tí chết tí chết thì nó mới can đảm tôi cầu xin sự kiên nhẫn chúa đã đặt tôi vào những tình huống bắt tôi phải đợi chờ bạn chưa giàu nhưng bạn đang học được sự kiên nhẫn khi kinh tế khó khăn bạn nhẫn nại đợi chờ tính chu kỳ rèn rũa bản thân đấy là những điều mà đấng tối cao muốn bạn làm nhưng đằng này bạn thấy khó khăn bạn chửi cả chúa mày nó thế đời khô nạn thế tưởng phù hộ nhau bây giờ đầy nhau thế này miếng cơm không có đấy bạn không hiểu là bạn thành vô ơn ngay đó thì nào sơ đồ nào để giúp bạn đi đến thành công đây mình có thành công là gì mình có nền tảng nào để làm việc đấy nhưng cái thứ ba là quy trình đi như thế nào thì đây là quy trình đi của nó thành công thì bao giờ cũng bắt đầu từ một khát vọng khát vọng chính là ước mơ đấy và một thứ có trở thành khát vọng của bạn hay không Nó phải có ba Nó phải có mấy chỉ số như sau Một Là nó phải có định lượng Định lượng Tức là nó cân nặng bao nhiêu 10 tỷ 20 tỷ hay 50 tỷ Một cái đặc điểm chung khi hỏi tất cả mọi người là anh chị muốn kiếm bao nhiêu tiền Bạn nói bạn muốn giàu có và nhiều tiền Nhiều tiền là bao nhiêu Tao cũng đeo biết nhưng nó phải rất nhiều và số đấy phải rất to Thế tao hỏi mày thế bây giờ tao đi ra đường mà tao muốn đến đích thì đích ở đâu? Đích là ở chỗ cuối đấy mày đến đi. Thế thì cuối cùng là đích ở đâu? Tôi đi ra đường tôi phải biết là tôi đến cái địa điểm học tập này. Đúng không à, ạ? Tôi đi đâu, bao nhiêu xa, tôi phải chuẩn bị thứ gì, tôi phải hành trang ra Cứ dắt xe ra đi là đi xong rồi nó bảo Thế là ra lại thấy rất là ủng dùng mặc, rất là mát mẻ đi Bảo đạp xe đạp, bảo thế sao đi xe đạp ờ, Thì đi thì cứ đi thôi Nhưng mà đạp xe vào miền Nam đấy còn ạ à? Út thế à? em có biết đâu em đang cứ phân đấu theo một thứ chính em cũng không biết mà, hiểu không ạ? nên nó phải có định lượng là có dạng cân nặng bao nhiêu, thứ hai là nó phải có yếu tố thời gian, ngày tháng năm nào deadline phải được thực hiện, nhá. cái thứ ba nữa là nó phải có tính không gian, không gian tức là bối cảnh nào bạn muốn tạo được cái số tiền đấy ở thời điểm đấy, nhưng trong cái hoàn cảnh và bối cảnh nào. Ví dụ anh ấy có thể là tôi làm giàu từ chứng khoán và bất động sản, người khác nói rằng tôi sở hữu doanh nghiệp và đầu tư bất động sản. Bắt đầu người ta khắc họa cái chân dung nó rõ nét, rõ nét, rõ nét dần đi, nhưng mà bạn bước ra đời bạn đéo biết phải làm gì, vì bạn cũng đéo biết phải kiếm bao nhiêu tiền. Bạn không biết bạn nên làm gì, bạn không biết bạn cần kiếm bao nhiêu tiền thì làm sao chúng ta lên được kế hoạch. Và cái thứ tư nữa là nó phải có tính khả thi. Khả thi. Nhưng mà khả thi hay không khả thi là hoàn toàn do bạn. Thế thì bây giờ này tôi muốn kiếm một triệu đô trong bất động sản trong khi tôi đang tay trắng và không có thứ mẹ gì cả. Có khả thi không bạn? Tại sao không? Tôi giả sử mục tiêu là hai năm. Cái khả thi hay không nó phụ thuộc vào năng lực cá nhân của từng người, hiểu không ạ? Thế thì bắt đầu lại quay sang tôi không có một xu nào cả Thế bạn không có tiền thì bạn kinh doanh bằng tiền của người khác Ồ, thế người khác lại cũng đồng ý cho mình kinh doanh à Ồ, thì Facebook nó vẫn làm thế Microsoft vẫn làm thế Warren Buffett nó ấy cũng làm thế Tôi cũng làm thế Ồ, thế tại sao bạn lại không làm thế Vì em lại không nghĩ lại tự lại mượn được tiền của người khác Vì bạn không có kỹ năng Và bạn không được dạy cái cách để làm việc đấy Chứ còn nếu cái cách làm tư duy cũ của tất cả mọi người là đi làm tích cóp Ăn tiêu bớt một phần để dành tái đầu tư thì người ta như thế người ta gọi là vốn nội sinh Và theo thống kê nếu bạn làm bằng vốn nội sinh mà để đưa công ty lên trường tồn Thì bình quân là mất 200 năm 10 năm thế giới nó đã thay đổi quá nhiều 200 năm mà mỗi một đời chỉ có được khoảng 30 năm để kinh doanh thôi thì tôi không hiểu bạn thì bảy đời nhà bạn này mà đấy là còn không thổ lỗ bao giờ <laughs> đúng ạ định lượng tính thời gian tính không gian khả thi và bạn muốn thực hiện được nó là bạn phải nhất quán nhất quán nhất quán nhất quán là gì dù mục tiêu bị xé nhỏ hay gộp lại làm một bản chất không hề thay đổi vẫn là một triệu đồ nhưng chia ra theo giai đoạn hay là làm cả một cục gì đấy tóm lại nó vẫn phải là một triệu đô và tôi hy vọng uh, bạn về bạn sẽ chủ động đặt ra những cái mốc này Thế, bây giờ xong chính bạn chính bạn cảm thấy chán nản bởi vì bạn cũng không hiểu bạn phân đấu vì cái gì sự giàu có là cái gì vậy nhiều tiền là cái gì bạn cũng không biết vì bạn cũng không biết bạn muốn bao nhiêu tiền cả và thử tưởng tượng nếu bạn là một chủ doanh nghiệp hoặc là chủ doanh nghiệp của bạn nói rằng mục tiêu của công ty chúng ta năm tới là doanh thu phải nhiều tiền. Bảo thưa sếp cụ thể lợi nhuận là bao nhiêu? Lợi nhuận càng cao càng tốt. Thế thì anh em bảo họp và đưa kế hoạch thực hiện, phòng marketing bảo em đã hiểu và em sẽ ra một kế hoạch càng nhiều tiền càng tốt. Phòng nhân sự sẽ tuyển dụng những con người về để làm việc càng nhiều tiền càng tốt. Phòng kinh doanh sẽ gia tăng các khâu bán mở rộng chiến lược này nọ để càng nhiều tiền càng tốt nhưng cuối cùng chúng nó bảo thế thì cuối cùng là thế làm thế nào thôi em không thể biết em làm nào tất cả các bạn phần lớn đều như thế 10 năm nữa bạn muốn có bao nhiêu tiền phần lớn mọi người bảo à, à thế bây giờ mới tưởng tượng à ơ à, nó phải có sẵn 10 năm nữa một triệu đô anh và sao ít thì ít hay nhỏ em không quan tâm nhưng nó là cũng định lượng mà nó có deadline nhưng mà từ, à, mười 10 năm à, bây giờ mới à cái gì Năm 70 tuổi rồi con A mới ơ cái gì Thế nên là nhiều thằng đến tuổi này vẫn không có ước mơ Bao nhiêu ông không có ước mơ đâu giờ tay giao lưu Ước mơ nó về kia kia Năm yếu tố Ông nào đủ năm yếu tố giờ tay Đấy Được có hai ba người Còn lại em thế nào Ước mơ thế nào có không. <laughs> Nhưng thường là không cụ thể Nên nó không biết cái cách làm cụ thể bạn không cụ thể Nên bạn không tìm ra được lối đi cụ thể Ví dụ tôi xác định những cái rất là rõ ràng Ví dụ như là Tôi làm bất động sản Buổi chiều tôi sẽ dạy về lập chiến lược Thì trong lập chiến lược xong tôi sẽ chỉ kế hoạch kinh doanh Trong kế hoạch kinh doanh tôi sẽ chỉ về cơ cấu doanh thu Thì cái thứ hai nữa là cần giữ được niềm tin Phần lớn chúng ta sinh ra trong các gia đình nghèo Nên khi ta nói chuyện mà Hàng triệu đồ tức là hai mấy tỷ Bố mẹ đang ngồi cười, cười bởi chả lẽ tao lại đập vào cái mặt mày bố mày ăn này còn không đồ mày bạn sẽ thấy y hệt ở những nhà gia đình nghèo như thế còn cái nói kiểu con muốn xây nhà cho mẹ ở ấy còn thế này thế kia mua cho bố bố không phải đi làm nữa rồi các thứ thôi tôi xin ông ông học đi cho tôi nhà đấy thế như thế rồi thì nó mất niềm tin vì bố mẹ dặn là tiền rất khó kiếm cái chuyện đấy là không thể đâu con tức là nó làm người ta nhỏ bé lại nên tôi mới nói ngay từ khởi đầu bản chất chúng ta là những đứa trẻ lớn lên nhưng bị dạ. không thiếu thốn về mặt tâm hồn phần lớn chúng ta bị thiếu thốn về mặt tâm hồn nhưng người do thái người ta làm tốt được việc đấy gieo ước mơ cho con trẻ và bản thân tôi khi hiểu ra tôi cũng phải gựa gượng mãi mới được con trai tôi nó làm cái ước mơ nào con muốn kiếm một tỷ đô la buộc. Mình cũng hơi hơi sốc nhưng mà không dám cười Tại vì nó theo phản xạ mà Thì tôi bảo ok một tỷ bình thường như quá nhiều người một tỷ Kế hoạch thế nào Hãy khả thi ra cho bố Mà bây giờ muốn thế thì còn phải nắm chắc cái phần giáo dục tài chính cho bố này Bây giờ các thứ học hành cái này đi Không cần điểm cao nhưng mình cũng phải phát triển các kỹ năng có, Nó có 8 kỹ năng cần phát triển đấy Nào con đã học về diễn thuyết chưa Đúng chưa? đấy con đã bố thấy con vẫn chưa tự tin khi đi giao tiếp đã bắt đầu mình sẽ đẩy nó vào chứ này bảo tỷ đô tôi còn lại ố cùng tôi lại ông tôi lại ông ông cho con tôi nhờ đời tôi 1 tỷ tiền việt tôi còn chưa có để ông cứ nói thế thì bạn làm nó méo mó tâm hồn rồi bạn nhé và khi có niềm tin rồi thì việc tiếp theo đừng vội tham gia đa cấp mà người ta phải đi học đi học để hiểu những thứ giống như tôi dạy bạn từ sáng rồi nó logic nó bài bản nó logic bạn đang được tôi gột rửa lại về mặt tâm hồn đấy cái này nó còn quan trọng hơn việc mua đất chọn đất gì vào bào tiền và đi chiến lược cái nào vì cuối cùng với một cái kẻ mà tâm hồn nó bị méo mó và sáo rỗng không bao giờ nó có thành công phải chữa phải chữa từ gốc đó phải đi học để biết cái lộ trình cái phương pháp tính nhẫn nại lòng biết ơn quy trình làm việc định vị sản phẩm phân tích vĩ mô nghiên cứu thị trường nó phải lần lượt như thế sau đó ta về ta sẽ lập một kế hoạch cuộc đời vẽ lại bức tranh cuộc đời mình khi có kế hoạch cuộc đời tức là bản chiến lược ta sẽ ra được kế hoạch hành động của từng năm của từng quý của từng tháng của từng tuần và ta sẽ biết việc của từng ngày đằng này sáng cũng... à, à. sáng này làm gì nhỉ thế đến ngày mẹ rồi còn không biết ngày hôm nay mình sẽ nên làm việc gì để đời mình thành công thì bao giờ bạn thành công rồi đều biết làm gì thì cái mẹ cứ đến công ty tính sau <laughs> tất cả chúng ta đều thế cứ đến cửa hàng thì tính sau bạn không biết gì cả bạn có... và gì ạ khi nếu như bạn có kế hoạch thực hiện chi tiết thì bạn sẽ chọn những việc gì đáng làm để bạn làm và tập trung vào việc đấy đẩy cao hiệu suất nó lên vì ở một công ty hoặc một tổ chức nó rất là nhiều việc Nhưng mình phải biết là mình là lãnh đạo hoặc mình ở đây Thì việc đáng làm là việc gì Xong tập trung nâng cái hiệu suất việc ấy lên Và khi đó hiệu quả hay kết quả nó đến Nào Thế thì bây giờ ta sẽ làm bài toán ngược lại Tại sao em Trâm lại chưa có hiệu quả tốt Vì em ấy không biết chọn việc đáng làm để làm Tại sao lại không biết chọn việc đáng làm để làm Vì anh ấy thì em cũng không có kế hoạch cho tuần tháng năm gì cả Tại sao em lại không lập kế hoạch tuần tháng năm Vì làm gì có chiến lược cuộc đời Và nhiều ông thì đời nó như lục bình trôi sông Đấy là nói bóng nói gió thôi Chứ cần đít bẻ nói thực là như cứt trôi sông Bồng ba bồng bềnh và đủ thứ Lênh đa đà, lênh đênh mặt nước ấy Không phải nói em nhé Để anh bảo nhiều ông Đấy bởi vì nó không có chiến lược nên nó không biết là trèo lái cuộc đời mình về đâu Thế tại sao lại không có chiến lược cuộc đời vì có thằng nào dạy em đâu. Tại sao lại không có thằng nào dạy vì em có tin em sẽ thành công đâu mà đi học. Tại sao mày không có niềm tin thành công? Vì thực ra khát vọng của em bị đập chết từ nhỏ rồi. Em chỉ cần đủ ăn rồi miễn sao ngày sau mỗi ngày một tốt hơn. Thế tốt hơn là cái mẹ gì? Mà tại sao có tốt hơn rồi vẫn cảm thấy chưa đủ? ngày xưa chỉ ước mơ có con SH thì bây giờ đi mẹ cả ô tô mua nhà rồi vẫn cứ cứ sùng sục sùng sục thế nên vẫn chưa tốt hơn à người ta không xác định được mục tiêu cuộc đời hiểu không ạ nhá thì đấy là sơ đồ đi đến thành công và đây thế thì khát vọng đây đấy cái bảng ước mơ của tôi này. hai vợ chồng ký tên ký tiếc này đấy ngày xưa mơ mua Innova này 15 tháng 6 2010, 2010 này, 13 tháng 3 2013 mua Audi quý 7 này, đi du lịch trong nước và quốc tế mỗi năm một chuyến quốc tế, một chuyến trong nước này, đấy tối thiểu. Ở nhà biệt thự trị giá 15 tỷ. Đấy. Mặt trước là đường bên kia là bãi biển. Và ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành một cái người ảnh hưởng trong giới tài chính và đầu tư. Đấy, tôi thấy cái ông tóc trắng này giống tôi. Tôi chọn cái hình tại vì mấy thằng này vừa lùn vừa hỏi Nó không phải Mình thì dáng gầy gầy thòn thòn ấy, Thì tôi thấy giống thì tôi cắt ở cái báo đầu tư tôi dán ở đấy Mờ tự do tài chính Tức là có thu nhập thụ động lớn hơn tổng chi phí Vào năm 2016 này Thế thì sau đấy tôi có làm được không à, 15 tháng 6 2020 Ờ, 2010 có mua được Ford, uh, mua được Innova không? Tôi không mua được 13 tháng 3, 2013 tôi có mua được Audi Q7 không? Tôi cũng không mua được. Nhưng uh, 2013 thì tôi mua gì ạ? Cuối 2013 tôi mua Fortuner chứ tôi không mua Innova. Và sau này thì tôi cũng không mua Audi Q7. Bởi vì lúc ấy đến cái tầm sau đấy một tí thì tôi để dành tiền vì tôi được giáo dục tài chính thì tôi hiểu định nghĩa tài sản và tiêu sản. Thì tôi không mua Audi nữa mà tôi để dành và đầu tư. Đầu tư xong thì bây giờ tôi đi xe băng bố của Audi Thế thì đấy Tất cả những người đấy Và tôi mơ trở thành người có ảnh hưởng trong giới tài chính Thì hiện nay tôi cũng đang đứng đầu quỹ đầu tư bất động sản Rick invest Ok nó không thể giống hoàn toàn nhưng nó cứ bởi vì mình đã đặt vào đấy xong mình làm thành bảng ước mơ mình nhìn nó mỗi ngày những cái vết bẩn này là để ở ban học cái con tôi nó bắn hết cả mực hiểu <laughs> không ạ ngày nào nhìn thấy nó mỗi ngày để không bị lãng quên thế thì sau đấy thì cứ nó cứ lái 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 đi thì, thì bây giờ nó cứ ná ná giống thế chứ nó không thể giống được tuyệt đối đấy thành công bao giờ hãy nhớ một câu thành công bao giờ cũng bắt đầu từ một khát vọng dẹp mẹ đi tại sao anh ơi thằng ấy sống vật vờ vì thằng ấy nó đeo có khát vọng anh ơi tại sao thằng kia nó không thể học hỏi và phát triển vì nó đeo có khát vọng anh ơi sao để người ta sống nó lại thế này thế kia vì đơn giản người ta không có khát vọng Thế nên là đàn nguyền mới hát Thôi đam mê thì thể xác dã rời Thôi đam mê thì thể xác dã rời Anh phải yêu thích Anh phải hứng thú thứ gì đó Thì nó mới có động lực để anh đi tiếp và anh tươi vui Nhưng tại sao nhìn nhiều ông ở đây mặt yếu siêu vì Nó không có ước mơ Anh nói thế ai chả muốn cuộc sống tốt hơn ai thay nói cẩn thận đấy nhá Chẳng qua là tôi không cụ thể Nên tôi không biết tôi muốn gì chứ ai, ai thay lại bảo tôi không có ước mơ thì nó không có biết mình muốn gì thì nó là không có ước mơ cái gì. Thì các bạn muốn gì? Bạn không biết. Đấy, nào, ông giáp lái xe muốn gì? Nói. Dạ. Muốn gì? Một bất động sản triệu đô. Để làm gì chứ mình, mình Không, tôi nhìn mắt ông, ông là chỉ muốn nhân đôi số quốc thôi. Nó cũng như doanh nghiệp mà. Thế thì mình sẽ kiếm từ các đầu mục doanh thu đấy Các khoản về là bao nhiêu để mình có một triệu đô Chứ bây giờ lại cứ làm rồi cứ làm xong Thì ví dụ nếu như ta đặt mục tiêu là một triệu đô Ba năm bây giờ hết mẹ hai năm rưỡi thì có phải tăng tốc không? Mình cứ bình tĩnh, mình còn trẻ mà Thế thì con nói chuyện chó gì rào nhân viên vào cuối tuần Nộp báo cáo cho anh ở sếp cứ bình tĩnh Anh em mình còn trẻ mà <laughs> Mẹ thế thì chết cái công ty nó không phá sản là là Nhá, nào Bạn cần phải có một khát vọng sau này có thể bạn học trong lớp bất động sản vĩ mô chúng tôi sẽ giúp bạn chi tiết hóa trong cái bảng ước mơ. Chúng tôi có cái mẫu bảng ước mơ dán ảnh để làm tất cả các thông tin này. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.